gì tắt nhạc quay trời. Nó quả táo đời không mà đâu có lợi đâu. Vô đi anh, tôi rồi. Rồi, ok, tôi cho sư phạm tôi Rồi, thấy à? rồi. Ok. Nhạc quà tấu mà đâu có lời đâu, tưng 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 mà mẹ tao ghét. Tao mở cái gì, ta mở quốc ca Việt Nam lên bây giờ đó, tiếng quân ca đi ha. Chú quân ca bị đánh không trời, chẳng biết nữa. Không anh, không thấy hôm nay bên Mỹ sao anh? Ủa, cái trời, anh biết ông kia cái thằng chiều ngày hôm nay mình có tin tức anh thấy đủ mà thiệt cả bởi vậy nó muốn lộn ở đâu ở trên nước Mỹ nó có cái chuyện kỳ cục ở trên chứ bên Chicago đây thì có thằng cha Mỹ năm nay cũng 71 tuổi rồi ông mới làm chủ một cái apartment thì trong cái apartment ông mới trắng ông làm chủ một cái apartment ông mới trắng 71 tuổi chứ chịu hình à. Thì trong cái apartment của ông mình không biết là bao nhiêu căn nhưng mà trong cái apartment thì có một cái gia gia có một cái gia đình có một bà mẹ với một đứa con 6 con trai thằng con trai 6 tuổi nó là người Palestine nó là người Palestine người đây là người Palestine hỏi rất nhiều 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 thì nó đánh nhau thì nó lộn xộn nó đánh nhau bên 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 Trung Đông ấy. Ủa mà thằng này thằng cha này chắc không hiểu làm sao mà nó nổi điên đây tại nó là chủ apartment nó ăn nó mở cửa vô nó đâm thằng con nít ba mươi mấy nó nổi con điên của nó lên ba mươi mấy anh, nhát dao à trời thằng mới ơi trời sáu ơi, tuổi thằng cũng mới sáu tuổi ấy. thực sự là Ủa mà nó đâm cực khốn nạn. rồi nó đâm bà mẹ nó nhưng bà mẹ nó chạy vô nhà khóa cửa được thì là bà mẹ nó thoát chết đó thì kêu cảnh sát đến thì bắt thì nó dậy thôi thì hỏi tại sao vậy hỏi tại sao mày đâm nó như vậy mày giết như vậy nó đúng tại nó là người Palestine thì Cái nói anh nghe đó là khủng khiếp. cái đó là một tin tức là tôi mới làm tôi coi nó thiệt nhỏ lớn tôi không có nghe thấy cái thằng nào mà nó giết người một cách dã man kỳ cục như vậy đó đâm thằng cũng 6 tuổi anh thì thấy Mà thấy kỳ, nói một cách khác là đây là một cái sự kỳ thị chủng nó tộc kỳ thị cực ra mặt đúng rồi đoan. đúng rồi Ra kỳ mặt thị thì không nói, ra mặt ra đây ví dụ tôi với anh ở đây, nhưng mà ở đây nó kỳ thị bởi bởi vì phía bên kia know có nghĩa là thế tội ở nghiệp các nước quá Trung Đông I know mà phía bên này nó kỳ thị ai theo là kỳ thị đúng ăn theo đó ăn theo đó mà thế thế là ghê vậy thiệt mà có ngày hôm qua tôi mới cưa cho thằng Hải coi một cái clip ở trên một cái chuyến bay thì cái anh chàng người da đen này tóc rất là sạch sẽ như chỉ bằng cái quần sọt thôi rồi xong thì như người ta mua vé cái số ghế nằm kế bên một con Mỹ trắng thì anh chàng này bỏ đồ lên rồi thì tính vào để mà ngồi thì con Mỹ trắng nó không cho mà nó là cũng là hành khách hai đứa cãi lộn qua lộn nhưng mà cái thằng kia đó tôi xin là phép là ở là cái ghế này tôi mua cái số ghế này là tôi mua tôi đi vào con nhỏ kia tao không muốn bởi vì tại tại tao không thích ngồi gần mày đó là một kỳ thị ra mặt nước Mỹ bây giờ nó giống y chang như là một cái gì đó mình có thể không tưởng mày mình phải nói một cái điều này là tự nhiên mình ở bên mình cũng thấy sợ ra đường mình đi gặp những cái trường mình gặp những cái trường hợp như vậy ở đây là người mình nên nói rõ cho anh biết là tôi và anh đều sống ở nước Mỹ và tôi cũng đã hiểu và anh hiểu là người da đen nước Mỹ cùng đồng hành nước Mỹ thành lập quốc nước Mỹ luôn và người da đen bản xứ bản địa cũng y chang như người Mỹ trắng nhưng ở đây nó chia kỳ thị da màu đến mức độ cực cực đoan người ta đi vô máy máy bay số nào ngồi thì người ta y chang xuống ấy mà chỉ có ngồi gần con Mỹ trắng mà con Mỹ trắng nhất định là không cho vô nó nói tao không muốn ngồi gần mày mà trong khi thằng kia nói đây số ghế tao đây nên tao không cần biết anh thấy rõ ràng đó là cái sự rất ư là một kỳ thị một cách là dã man mình thì cái chuyện anh nói tôi, nó còn dã man tôi thấy nó ghê quá tôi Thế thấy tội nó nghiệp hình thật mới đơn buổi chiều. tội nghiệp Thế là mới buổi chiều đây. mình cũng bị bởi vì chiến tranh của vừa cái thằng Palestine với lại Israel cái thằng Hamas với lại cái thằng Do Thái mình không bàn cãi Đúng đến rồi. những chuyện của họ nhưng mà mình bị cảm thấy mình là người dân mình cảm thấy là nơi đâu cái người tội nhất là người dân bởi vì chết 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 dân anh thấy rõ ràng không và thôi Thấy như là
Nhưng chiều ngày hôm nay nó tổng kết lại tại Mỹ thì anh biết tại Mỹ thì họ nói tin tức thì nó họ nói cũng giới hạn lắm chứ không có nói nhiều, mà coi như là tin tức từ hôm mà coi như là 7 6 7 8 ngày hôm nay đó là mở tivi ra nó là toàn là nói chuyện về chiến tranh ở bên Do Thái không Đúng rồi. à, bên Trung Đông không, thì hiện tại bây giờ đấy tức là bên bên cái giải Gaza đó, bên cái giải Gaza đó là cái nơi mà cái nơi mà đang bị bao vây đấy, thì là ở đó nó có 2 triệu người, ở đó nó chỉ có 2 triệu người thôi, thì 2 triệu người đó là hiện tại ngày hôm nay là tại vì Do Thái thì họ họ bị tấn công thì họ phải trả thù, thì khi thì họ trả thù thì họ chưa tấn công ông đó, họ chỉ bắn họ chỉ thả bom thôi, họ chỉ có không kích cho anh thả bom máy bay, họ thả bom thì thả bom đến chiều ngày hôm nay là họ nói là TV Mỹ mà họ nói là con số thì mình cũng không biết là họ nó họ có cắt hay không, nhưng mà đại khái là 2.400 người ở trong cái ở trong mình bị chết đó, ở trong mấy Palestine bị chết đó. Thì trong 2.400 người như vậy là coi như là nó nói là 800 thằng con thật Rồi. sự bị bên nó cũng nứt nhiều lắm mày, bên cái giải Palestine bên cái giải Gaza đó nó cũng nứt rất là nhiều mà không biết tại sao cái này mà không hiểu sao mà tại vì thả bom mà anh nó đâu có biết nào ra nào, ông cầm súng bắn thì ông còn nắm được chứ bom mà nó rơi xuống nó trúng nào nó chết thế. Mà chắc có lẽ là bên đó nhiều nứt quá thành thử ra là thấy là bây giờ mới coi thì chiều 800 thằng nó nứt, tức là bị cực với lại tận trong số là 2.400 thằng người đã chết, thì là như vậy là mà cái kiểu này mà lúc này là chưa có đánh nhau nhá, chỗ này là chỉ mới thả bom đó đó, thành thử ra là bây giờ mà mai hồi mà đánh nhau mà cái kiểu này đánh nhau như vậy là rất là lâu á, là nghĩa là cái mấy cái thằng cha Palestine ở đó là không chừng là nó là làm Do Thái bây giờ nó rất là nực, họ rất là tức giận tại vì đây là lần đầu tiên họ bị chết nhiều người đến như vậy, họ nói là chết 1.400 người của họ, mà cái trung bình đó anh, cái trung bình là mình theo dõi 2 thằng Palestine với thằng Do Thái đánh nhau là từ hồi mình mới qua bên này nè, một thằng cha Đó Do Thái, một thằng cha Do Thái mà nó bị thằng Palestine nó giết đó. Tức là mấy ông Do Thái phải chơi lại tối thiểu là 100 thằng, 100 ông kia, tại vì Do Thái mà họ bây giờ mình rất bàn thấy mình chết bàn sâu vào chuyện đề bọn này thì đúng ra là mình không có nên bàn sâu vào đúng chuyện đề, rồi bởi vì chuyện đề nó mình còn là ông hỏi tôi dính líu về tôn nói giáo, thì đúng thế thôi thực chất cái chuyện này thì ý tôi nói cho anh nghe nè, mình mới nhắc lại chuyện lịch sử sau khi mà Đức nó đánh Do Thái và một ngày sau khi đệ nhị thế chiến vừa tàn thì có một cái mình có một cái thắc mắc, cái lý do tại làm sao mà Đức Quốc xã ngày xưa mà thù hận Do Thái dữ vậy, thì đương nhiên nó cũng có một cái lý do, nó phải có cái lý do gì đó mình không biết, nhưng mà bây giờ thì mình mới thấy là cái dân tộc Palestine đó, là một dân tộc đã sống ở cái dải Gaza nó cả hàng ngàn năm nay, chứ nó không phải mới, một cái đó là một chủng tộc rõ ràng mà nhưng mà sau khi mình biết rõ ràng thì cái thằng Do Thái nó bao vây cái thằng cái dãy Gaza đó, Gaza của thằng Palestine sống đó, là nó bao vây là nó hạn chế nó gần như là nội nhà bất tù xuất mà nội bất như nhà ở tù tù nơi mảnh đất của quê hương mình, nó chỉ thì tôi nói cho nghe giống như mà nói nôm na giống như cả hàng rào chiến lược, anh ở trong hàng rào chiến lược gọi mày tôi mà ra hàng bao bao nhiêu năm nay rồi, thì một cái dân tộc mà tội bị nghiệp giam hãm như vậy thì đương nhiên nó rất tức là tội nghiệp anh à, tôi tức đi ai cũng vậy thôi chứ không phải vì, nhưng mà đầu dây mối nhợ ra thì cũng ông nội Mỹ này chứ không ai, tài chính ổng cũng nó có hai điều, tôi thắc mắc có hai điều, cái ông Do Thái là cái ông nội Mỹ này lụm lặt tất cả mọi nơi rồi về gom lại để đó rồi xong rồi tuyên bố là đây là một quốc gia Israel, quốc gia đúng rồi đúng rồi quốc gia Do Thái mà được Mỹ công nhận, còn cái thằng Palestine cũng là một giống người một chủng người là một số người đóng sống hàng ngàn năm thành lập quốc gia nó không cho Không, mình kỳ hiểu, cục, mình thấy không hiểu được cái nói chuyện này quá chuyện éo le của lịch sử anh thời đó thì mình không rành mình không hiểu thì mình không nói, nhưng mà mình cảm thấy là ở đây nó không hỏi. có cái sự công bằng, anh thấy không Mà không dĩ nhiên là khổ. không công bằng, em biết không? Làm sao mà công bằng được, nhưng chỉ có cái này bây giờ thôi mình chỉ nói một câu nữa thôi là mình bỏ qua Rồi cái chuyện là thế này nè, rồi mình cha Palestine nó quýt lộn thì coi là vũ lực rất là dở cha, tại vì sao vậy, tại càng đánh nó càng thua càng mất đất, mình đánh nhau bảy mấy năm rồi mà đánh để tôi quá nói cho anh dở nghe nè, dở tôi nói cho thiệt anh nghe nè, bởi vì dở người Palestine
họ không có một người lãnh đạo tốt, biết liền mà phải mình họ làm không sao á, có một người lãnh đạo nó hút giống tới như giờ. lãnh tụ của Việt Đúng Nam này, rồi, nó nặng đúng rõ ràng như rồi, vậy. Thế thôi, mình chỉ tóm gọn thôi, ông thôi đánh mình cũng thôi, đúng rồi. mình cũng không bàn cãi về cái chuyện của họ nữa, bởi vì là nước họ. Mình chỉ nói bây giờ, nhắc lại câu này tôi mới nói câu này nè anh à, bỏ qua đi những chuyện như vậy, bỏ qua đi chuyện nước Mỹ, bỏ qua tất cả những chuyện khác, ngay bây giờ ở thời điểm hiện tại bây giờ anh mới thấy đất nước Việt Nam tuyệt vời chưa, Ngon chứ anh, tuyệt bây giờ quá vời, ngon. đi đâu cũng cỏ xanh mượt trời, nói chung là tất tần tật, anh thấy không, rất là thành thạo ơi. Bởi vậy tôi mới nói ngay tại thời điểm này Việt Nam là một nơi đáng sống nhất trên thế giới. Có thể là tôi không có thể nói chưa hạnh phúc luôn, có nghĩa là tôi không thể dài bằng anh, tôi không thể, nhưng mà hạnh phúc ở đây Không 100%, có lo gì và họ không Việt Nam lo gì cả, họ và tất cả mọi người Việt ở đất nước Việt tính tới đây là tại thời điểm này là số 1 trên thế rất giới, nó thẳng hơn cả Mỹ luôn. là Bởi vì anh thấy rằng trong nội bộ, nó trong nội tình nước Mỹ vẫn y xèo đủ thứ giống như chim rồi cháu heo, trong tùm lum tà la.